Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn được học một bài học được mang tên đó là tăng si to. Nó làm thay đổi và đảo lộn thế giới như thế nào? Ứng dụng của nó ra sao? Cách đo và phân biệt dòng họ của nó có trong video này. Let's go. Hey hey hey, trên tay có thầy mò rất là nhiều con ba chân. Mà nó là cái gì đấy? Xin chào tất cả các bạn. Thì trên tay của thầy mò, đây là những cái con tăng si to. Con tăng si to nó ba chân. Có con tăng si to nào 4 chân không các bạn? Dạ xin thưa các bạn, không có con tăng si to nào 4 chân hết. Mà trong con 4 chân có con tăng si to. Các bạn nên nhớ này nha. Trong con tăng si to nó không có 4 chân. Mà trong con 4 chân, 5 chân, 6 chân, 7 chân có con tăng si to này. Và chúng ta ngồi đây nói chuyện ở đây là chúng ta đang mang cả thế giới tinh vi, tinh hoa của nhân loại để nói chuyện với các bạn. Đó là gì? Đó là sự truyền thụ bằng hình ảnh, bằng âm thanh. Các bạn nghe rõ không? Âm thanh và hình ảnh được truyền thụ ở đây, đó là nhờ những cái con tăng si to như thế này. Nó được tích hợp lại rất là nhỏ ở trong một con chip. Ví dụ như là con IC, ví dụ là con IC, thì nó có rất là nhiều con tăng si to nằm ở trong con IC này. Và thậm chí có những con chip CPU như thế này ở trong điện thoại. Và hiện nay nó có hàng tỷ con tăng si to mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường được. Và hiện nay Intel và Samsung là những công ty làm nên những con chip rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào bài học của những con tăng si to này. Con tăng si to này nó có 3 chân. Và ngày xưa nó là những con bóng đèn. Là những cái bóng đèn đó. Bây giờ người ta còn dùng những cái âm ly bóng đèn đó. Âm ly bóng đèn đó. Nghe nói là âm ly bóng đèn âm thanh nó trung thực. Nó trung thực, nó hay. Nhưng mà thật ra xin thưa với các bạn, thời buổi này là tiến bộ về khoa học rồi, phát triển cực kỳ rồi. Âm thanh bây giờ nó rất là hay. Mà nó hay đến nỗi mà người ta không thể tưởng tượng được. Các bạn chưa thể hình dung được những cái âm ly mà kết hợp lại những cái mà con tăng si to này tạo nên những cái âm ly mà lên tới hàng tỷ đồng. Thì so về với những năm về trước, những cái bóng đèn âm ly làm sao mà hay bằng được. Chẳng qua nó là những cái âm thanh trung thực như thế nào đó, tạo nhân những kỷ niệm hay là những cái gì đó để cho người ta thích thú và đồ hiếm. Và để cho thị hiếu người tiêu dùng nó được gọi là chuông chải thương mại nó ok hơn, thì người ta làm giữa bóng đèn và kỹ thuật số đó. Nhưng mà các bạn thích cái gì tự nhiên thì hay hơn, đúng không? Thì nên người ta thích âm ly đèn thì nó thích những cái cổ điển nó hay hơn. Chớ thật ra đó là cái nhu cầu cuộc sống thôi. Chớ thật ra đó là những cái sự tiến bộ về khoa học, đó là chất bán dẫn này. Rồi bây giờ mình đi vô bài học nha. Con tăng si to là như thế nào? Rồi để cho bạn hình dung được con tăng si to nó như thế nào thì các bạn hãy xem một cái thí dụ sau đây. Ví dụ ở trên đây là một cái bồn nước. Bồn nước này chứa là 12 lít, tương đương với 12V. Dẫn một đường ống xuống đây. Và chúng ta có một cái thao. Thao này thao rỗng. Và chúng ta muốn hứng nước xuống đây. Thì đường dẫn đây nè. Trên đường dẫn chúng tôi làm một cái van. Cái van ở đây. Thì các bạn thấy khi mà nước ở trên bồn đây nè, nó đang sẵn sàng để đổ xuống đây. Thì các bạn vặn van này về phía bên trái thì nước chảy xuống đây rất mạnh, mạnh cực kỳ luôn. Nhưng các bạn vặn nhỏ lại thì nước chảy là yếu và có thể phá là luôn, là nó không chảy. Như vậy thì bạn hình dung được là cái van khóa này khi khóa lại và dặn từ từ thì nước chảy xuống cái bồn chứa ở dưới này. Tôi ví dụ như bồn chứa dưới này là 3 lít, trên đây là 12 lít. Thì như vậy các bạn thấy vặn một cái thì chảy mạnh, vặn một cái chảy yếu. Thì cái con tăng si to nó cũng giống như vậy. Tăng si to ký hiệu ở trên giấy tờ á, trên bản vẽ thì nó là như vậy.
À, nó là như gì? Và tôi sẽ mắc nó thêm một cái bóng đèn. Và đây là 12V, giống như cái bể nước. Và đây là 3V. Ở đây là mát. À, và bóng đèn này là 3V. Muốn nước 12V chảy xuống 3V thì đây là cái van phá. Thì cái con tăng xe to nó gồm có 3 cực B, C và E. Các bạn thấy nếu con tăng xe to này ở mức 0, có nghĩa là mình vặn cái vòi nước lại, thì ở đây cái van phá này nước hay là điện từ trên đây chạy xuống đây không được và nó bị ngăn lại thì bóng đèn nó không sáng. Bóng đèn này có thể mắc ở dưới này hoặc là mắc ở trên này. Như vậy thì ở cực B này có một con số 1, có nghĩa là mình kích một dòng điện 1V. Tôi ví dụ 1V thì lập tức điện 12, cái này nào nó mở khóa ra cho thằng này nó chạy nè, nó chạy xuống đây. Là điện 12V hay là 12 lít này, lít nước này chạy qua cái đèn sáng lên. Sáng mờ hay ít, có nghĩa là 1V thì ở đây sáng ra là cái bóng đèn đi qua 1V thì nó sáng mờ hơn. Các bạn hình dung không? Khi mà tôi cho đây 2V thì lập tức ở đây 2V chạy xuống đây và điện thế về mát tạo thành một mạch khép kín thì bóng đèn này sáng lên, sáng hơn một tí. Cho đây 3V thì sáng hơn một tí nữa. Thì có nghĩa là giống như cực B này cũng giống như là cái van nước này vậy các bạn. Giống như cái van nước này đó. Và bên này cũng giống như là cực C và đây này cũng giống như cực E. Các bạn hình dung được không? Cái con tăng xi to cũng giống như một cái vòi nước. Mình vặn nhẹ thì nó chảy nhẹ, mình vặn mạnh thì nó chảy mạnh và mình phá ra luôn là nó không chảy ra nước luôn. Thì ở đây cũng vậy. Mình học sữa mò mà, mình phá lại rồi thì nó mất nước. Còn mình mò mình vặn được thì nước sẽ chảy ra ào ào ha các bạn ha. Thì con tăng xi to y chang vậy, các bạn hiểu một điều. Khi mà có điện ở đây thì điện chạy qua. Còn khi không có điện ở đây thì điện không chạy. Như vậy thì con tăng xe to này các bạn hiểu không? Hiểu không? Hiểu con tăng xe to là nó hoạt động như thế nào không? Ngoài ra như vậy thì ở đây nhà khoa học người ta nghiên cứu con này, cái con tăng xe to mà đi cùng chiều vậy nè, người ta gọi đó là cái con tăng xe to. Tăng xe to các bạn biết không? Con tăng xe to gì? N đó. Thì người ta gọi con này là con nghịch. Mà thông thường ngày xưa tôi á là hay quên cái vụ mà thuận với nghịch lắm. Thấy này á thuận chiều nè, đó là thuận chiều nè, thấy không? Là thuận nhưng mà thật ra con này là nghịch. Tôi bị lộn hoài ha. Nhiều khi học trò bắt lỗi hoài à. Đó. NBN cứ nghĩ đi ha. Rồi, các bạn hiểu thì cho chữ hiểu. À, ra chữ hiểu. Rồi các bạn bỏ qua cái này nha. Rồi tiếp tục mình sẽ trở vào bài học thì mình sẽ xem như thế nào và tính toán nó như thế nào. Vậy nha. Rồi bây giờ tiếp tục để diễn tả con tăng xi to, các bạn nhớ ghi tâm khắc cốt ở trong não bộ của mình. Và xem xong video này rồi các bạn hãy trước khi... Tôi ví dụ một cái ví dụ nữa. Ở đây là một cái công tắc. Đây 12V. Ở đây là một cái bóng đèn. Và ở đây là mát. Tôi đi về mát đi. Và thấy không? Điện 12V sẵn sàng đang đợi lệnh ở đây. Bây giờ chỉ có cái sập cầu xuống thôi, là điện nó chạy qua đây và nó sáng đèn led lên và đi về mát. Như vậy thì một là chúng ta lấy cái bàn tay ấn công tắc này xuống là nó sẽ nói qua đây là nó sáng. Đơn giản đúng không? Bóng đèn này 12V nha các bạn. Rồi. Như vậy thì nếu mà gắn con điện trở đây thì các bạn học điện trở vừa rồi đó, các bạn quay trở lại học bài điện trở mới vừa rồi luôn. Thì cái gì? Mình bật xuống. Bật công tắc xuống thì nó gì? Nó sáng đèn lên. Bật công tắc xuống sáng đèn lên, hở công tắc ra sáng đèn lên, sáng đèn xuống. Như vậy thì mình bật nhẹ công tắc xuống thì cái đèn nó hơi sáng sáng. Bật nhẹ nó lên thì đèn nó hơi tối tối. Như vậy thì nó giống như công tắc. Nhưng mà công tắc á thì mình chỉ điều khiển bằng tay thôi. Mình lấy một cái lực, lấy một cái bàn tay đó, đè nó xuống nó mới sáng đèn. Rồi bây giờ mình sẽ diễn tả cho các bạn xem một cái nữa. Đây là công tắc.
công tắc này nó có ba chấu, khi mình bật gì á thì là cái chấu này đấu với chấu này. Đo ôm đi, bật đèn lên, bật xuống, đèn tắt, đèn xuống, đèn lên, bật xuống, đèn tắt, xuống, lên, đóng công tắc lại, xuống, đóng công tắc lại. Như vậy thì các bạn hiểu không? Các bạn hiểu để chữ cho mình chữ hiểu nè. Quá đơn giản đúng không? Thì công tắc này mình ví dụ như con tăng xe to, đây là cực B, C và E. Có điện vô, nói cầu. Không có điện vô, không nói cầu. Có điện vô ít, cái cầu sập xuống chút xíu, đèn sáng mờ. Có điện vô nhiều, đèn cầu sập xuống, đứt luôn. Thì đèn này gì? Sáng, sáng, sáng cực kỳ sáng. Điện qua thẳng luôn. Như vậy thì các bạn hiểu cái này ha. Bây giờ đây tôi vẽ con tăng sitar. Và tôi nấu một cái bóng đèn. Đây đi về mắt. Ha, G N D. Rồi, ở đây á là tôi cho nó là 12V. 12V. Bóng đèn này là 12V luôn. Còn cực B này nè, B nè, C nè, E nè. Như vậy thì theo các bạn nãy giờ học á, điện nó có chạy qua đây được hay không? Khi cực B này chưa có điện vô, chưa chạy được nha các bạn. Không bao giờ chạy được, đèn này không sáng nha. Tèn tèn, không sáng. Như vậy thì muốn nó sáng được thì ở đây phải có mà, có volt đây. Từ 0V, 0,1V cho tới 12V. Thì nó mới kích vào đây thì nó mới dẫn được đây. Các bạn hiểu cái điều này không ạ? Bây giờ muốn có 12V thì mình câu qua đây nè. Cực B này nè, mình đấu xuống. À, đấu xuống một con điện trở. Rồi, con R. Con R này nó sẽ kích con này dẫn xuống đèn sáng. Như vậy thì tôi không ưng, tôi không chịu. Tôi muốn con R này nè là một cái con biến trở. Tôi chỉnh được, tôi chỉnh tới chỉnh lui, chỉnh tới chỉnh lui, chỉnh tới chỉnh lui. Các bạn hiểu không? Chỉnh ở đây chỉnh 3V, lấy điện thế ở đây là 3V. Thì đèn nó sáng, sáng ít hơn đèn 12V và 3V thì nó không sáng luôn nữa. Rồi cho tới 9V thì sáng nó mờ mờ, thì mình chỉnh được hay không? Được. Mình chỉnh được nha các bạn. Thì mình gắn con điện trở đây, nhưng mà gắn cái con biến trở đây nè. Cái con này là con biến trở mới chỉnh được, con R. Các bạn quay lại bài kế tiếp các bạn học kia, trong cái danh sách đó, các bạn sẽ có những cái bài học của chúng ta từ bài mấy là bài mấy á, các bạn sẽ học được các bạn những cái biến trở và điện trở như thế nào. Thì ở đây cũng con mà tinh chỉnh được điện áp ở đây để kích vô con này, sáng tối con này thì nó là con biến trở. Nhưng mà để kích như vậy á thì con biến trở này nó sẽ cháy vèo lên, cháy, nó sẽ cháy liền, tại công suất nó phải lớn vài watt lên. Như vậy thì trước khi mà qua con biến trở này á, các bạn qua một con điện trở được không? Đó, qua con điện trở khoảng 5W. 5W hoặc là 3W. Thì để nó cản trở dòng điện ở đây và rất là nhiều ở đây, và nó sẽ chịu nhiệt ở đây thì nó sẽ gánh con này. Con biến trở mình nó chỉ làm con biến trở nhỏ thôi. Chỉ 1W là được rồi. Ok không các bạn ha? Nếu không thì nó sẽ cháy con biến trở của mình. Rồi các bạn nắm hình dung nè, đây là 12V, sẵn sàng trực chiến giống như binh mã vậy đó, đang sẵn sàng trực chiến, đang chạy qua đây. Nhưng mà nó đang bị đứt ở đây rồi. Giờ chỉ có tiếp gì ra lệnh nè, quân ra lệnh nè. Có điện, chạy xèo sáng đèn. Rồi cái lệnh này nè, cái lệnh này chỉnh chữ từ từ nè, cho nó ăn ít thôi. Đó, cho cực B này ăn ít thôi, B này ăn ít thôi thì C chạy qua đây thì nó sẽ cháy chậm lại. Như vậy thì các bạn thấy không? Nó là nhiệm vụ của tăng xe to này, đó là một cái công tắc. Một cái công tắc đóng mở thôi, chẳng ra là đóng mở cho ít nhiều thôi, giống như cái van nước vậy đó. Rồi chưa? Rồi, cái nhiệm vụ thứ hai đó là phích đại. Phích đại tín hiệu nhỏ bằng tín hiệu lớn. Đó. Trời sáng mình xin nha. Có nghĩa là từ ở chỗ này qua bên chỗ này thì nó lại lớn hơn. Tôi ví dụ, nếu mà phết đại á thì ở đây là phết đại tín hiệu ra lớn out. Khi mà dòng điện chạy xuống đây và cho cái
cái cực B này nè nó hoạt động ha, là nó sẽ hết đại ra đây cái tín hiệu nó đi là lớn hơn. Ví dụ như đây là 1, đây ra là 10. Là để phích đại âm ly đó, à, là âm thanh đó. Sau này mình sẽ có bài học về âm thanh này phích đại. Thì phải có một con điện trở dưới này nữa. Để mà lấy điện áp ở đây, à, lấy tín hiệu ở đây, đi vào đây, kích ở đây ra, thì điện chạy xuống đây. Và tín hiệu á, sẽ phích đại lên đây. À, phích đại lên. Thì đương nhiên là tín hiệu, muốn phát lại tín hiệu thì ở đây cũng phải có tín hiệu để in. In thì tín hiệu vào đây và qua C này đi ra ao gấp 5, gấp 10 lần tùy theo cái hệ số phát đại của con transistor này. Các bạn thấy không? Thì như vậy thì tín hiệu vào, à, ví dụ đây là micro, mình nói nhỏ xíu à, đi qua đây nó lớn lên, qua đây nó lớn lên, thì các bạn biết rồi ha. Hai nhiệm vụ chính của transistor đó là phết đại và công tắc. Tín hiệu video đây nè, tín hiệu đây nè, mình đang quay những cái tín hiệu nhỏ xíu đây nè, ra phết đại. Mà phết đại như thế này thì nó rất là ít, nhưng mà hàng tỷ con transistor như thế này nó làm nhiệm vụ liên tục, nó đóng gói lại trở thành một con chip, con gọi là con IC, thì nó sẽ làm hoạt động một cách mạnh mẽ không lường. Các bạn thấy nhiệm vụ chính của con transistor đó là phích đại và đóng mở. Phích đại này gồm có phích đại gì? Phích đại tín hiệu cao tầng từ thấp cho tới tới cao, và tín hiệu hình ảnh từ hình ảnh nhỏ, từ những hình ảnh rất là nhỏ nhặt, pixel rồi rất là nhỏ, nhưng mà phích đại ra là lớn. Cái thứ ba nữa là phích đại về âm thanh nhỏ ra âm thanh lớn, nói micro nhỏ ra âm thanh lớn. Ví dụ như đây micro, đây mắc ra nhiều con tăng to trở thành một cái mạch micro. Sóng tín hiệu sóng và điện thoại di động đó. Ví dụ như tôi đang nói đây là các bạn bên Mỹ, Canada, Đức, Ukraine vẫn nghe được, thì có nghĩa là tín hiệu qua những cái máy phát đại lên rất là lớn để phát qua nước ngoài luôn. Đó là dùng những con tăng to lớn, công suất lớn. Lớn hay nhỏ? Lớn hay nhỏ? Đó là do những cái nhà thiết kế mình thiết kế ra. Các bạn thấy không? Có con bự chà bá này ha, có con nhỏ xíu, và có con nhỏ xíu mà chịu mãnh lực hơn con bự, là tùy theo cái sự sản xuất của người ta. Thấy không? Sự sản xuất của người ta giống như chiếc xe đua có chút xíu à, mà nó rất là mãnh lực, nhưng mà chiếc xe đò nó bự chà bá vậy nè, nhưng mà nó không có mãnh lực bằng, giá nó cũng không mắc hơn. Đó là do vấn đề về cái chất bán dẫn này. Chất bán dẫn này thì có nhiều nhất ở Mỹ ha, Mỹ và Trung Quốc. Thì Mỹ là cái vịnh Phan Francisco á, là cái vịnh là gọi là vịnh Silicon đó, Mỹ nổi tiếng nhất ha. Những cái nước nào mà nắm được những cái chất bán dẫn như thế này nhiều á, là những nước rất là giàu và có một cái tốc độ phát triển về kinh tế cũng như là vũ trụ, thống lĩnh vũ trụ, thì họ quyết định được rất nhiều thứ ở những cái chất đất hiếm này, là silic đó. Nếu các bạn hiểu cái này thì các bạn cho mình chữ hiểu để mình qua một cái bài khác, đó là cái bài thí nghiệm nè. Thí nghiệm là cái con này thực chất nó là trên đây, mình sẽ thí nghiệm sẵn luôn cho các bạn luôn để các bạn tin tưởng, chứ còn giảng như thế này mà không có thí nghiệm thì thôi thua luôn. Và xin lỗi với các bạn, các bô lão và các bác lành nghề, thì các bạn hãy thông cảm qua, trong khi mình giảng mình cao hứng á, mình có những cái từ ngữ nó hơi sai thì các bạn hãy châm chế và bỏ qua cho. Thì thầy Mo là một người là một cái sứ mệnh truyền đạt cho tất cả những nông dân cũng không biết. Các bạn cũng nói là ba cái này thoải mái quá, coi chừng giật điện giật người ta nhõng cẳng ha, nhõng chân. Nhưng mà mình khuyên các bạn hãy xem bài số 6 và bài 42 là an toàn điện, và chế cho mình bộ đồ nghề để mình thử điện, mình nghiên cứu được, mình sẽ không bị thiếu hiểu biết khi mình học hai bài đó. Bây giờ tiếp theo các bạn hiểu ha, bấm chữ hiểu cho mình cái ha, và các bạn nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thầy Mò có biết rất là nhiều lĩnh vực trong điện tử, cũng như là thiết kế, trang trí đèn LED và nhiều lĩnh vực khác. Nhưng mà thầy Mò không có đăng video lên, tại vì đăng video lên nó ảnh hưởng tới kênh của mình. Khi các bạn không xem và các bạn tua nhanh thì các bạn yếu, các bạn nào mà yếu tay nghề thì các bạn nên đăng ký hội viên. Hội viên ở trong cái phần kênh nó có chữ hội viên đó, các bạn bấm và làm theo hướng dẫn. Và có thứ hai nữa là các bạn không biết gì hết thì các bạn vào cái hội nhóm của Zalo để được trao đổi với các anh em. Tất cả hoàn toàn là miễn phí, nhưng cái hội viên thì có phí nha. Còn
Còn tôi khuyên các bạn á là khi không biết gì thì cứ nhắn tin cho tôi và quay video, quay đi vô cầm cái máy quay trong lúc mà thí nghiệm cầm quay. Như vậy thì thầy ơi, em không hiểu cái này và em làm tới đây rồi, thầy giải thích cho em. Thì lúc đó mình bận á thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Dù sao đi nữa các bạn không tham gia hội viên hay là không tham gia nhóm, dù sao đi nữa nhưng mình cũng phục vụ các bạn, mình sẽ hết sẵn lòng cho các bạn để giải thích cho các bạn hiểu được là về điện tử nha, một cách chân tình nhất. Nhớ các bạn ha, nhưng mà mình có rất là nhiều người bạn, mình sắp xếp cho các bạn anh em rồi này kia nọ để cho các bạn có cái giúp đỡ cho các bạn. Rồi tiếp tục là mình qua cái phần thí nghiệm nha các bạn. Bỏ bằng bên bóng đèn, có một cái bóng đèn nha, có cả cộng âm và cộng dương này ha, bóng đèn. Rồi tăng si to, có một con tăng si to nha, tăng si to đây, con tăng si to có đây, bóng đèn có đây, được chưa? Rồi con biến trở có đây, được chưa? Đây là mình làm cái mạch sáng đèn nha, còn phóng đại thì mình sẽ tính sau, chứ cái video này nó dài các bạn sẽ không theo nổi đâu. Rồi con tăng si to này gồm có gì? Cực B, A, cực B, cực C, cực E, B, B đây, đó, B đây, hay còn gọi là cực G á. Rồi, cực C là chính giữa, hầu như con tăng sẽ to, cực C là chính giữa hết nha các bạn. C là chính giữa hết, các bạn hãy chú ý điều này, nó có một cái quy luật cực C và chính giữa ha. Còn hai cực B lại thì nó tùy theo hãng nó sản xuất, nhưng mà đa phần đó là nó nằm bên bên trái. Bên trái là cực B, đa phần. Nhưng mà cực C á, thì hầu như là ở chính giữa, 90% ở chính giữa. Rồi, cực E là ở đây. Rồi, bây giờ mình nè, bóng đèn. Bóng đèn nha. Bóng đèn đây là cực dương của bóng đèn nè. Dương của bóng đèn nè. Rồi, mình kẹp vô trong cái cực E. Được chưa? Đúng chưa? Đúng chưa? Bóng đèn. Chứ E. Rồi, cái còn lại mình đi dưới mắt. Mắt để đây đi. 12V. Rồi có phải 12V không? Rồi lên kim, lúc kim nha. Rồi thấy không? Lúc kim. Đây cộng đây trừ nè. Rồi bỏ qua một bên đi. Cái cộng của con cái con cực C là cộng đây. C là cộng nè, thấy chưa? Cộng. Bấm vô. Được chưa? Rồi cực mát nè. Mát này nè, đấu vô đây. Rồi đấu vô đây. Như vậy thì các bạn thấy có sáng chưa nè? Chưa sáng đúng không? 12V vô đây cực C. Cực E vô cái bóng đèn. Và cái bóng đèn có hai chân, một chân đó là đi mát, nó chưa sáng. Nó có cái cục cực B kích lên nó mới sáng. Chưa? Sáng chưa? Mình đưa qua nó sáng. Nhưng mà làm gì con tăng cái to mình nó sẽ chết, nó nóng lên nó chết. Như vậy thì mình phải có con biến trở. Mình cản trở lại. Rồi tôi có con biến trở luôn. Rồi con biến trở này nè, nó có ba chân. Nó có ba chân. Một chân á là đi vô trong 12V. Một chân á là đi vô cực B. Rồi một chân còn lại á, chân còn lại mình đi mát cũng được nha. Bỏ cái này nè, mình đi xuống mát cũng được nữa. Đó. Các bạn thấy không? Mát thì mình mới chỉnh được. Còn hai cái chân này lại nói chung với nhau vẫn được nha. Nhưng mà đi với mát thì nó sẽ hay hơn. Rồi con điện trở này, mình có con điện trở này nè, 12V, 12V qua con điện trở này, 12V qua con điện trở này vào con biến trở, ra cực giữa của con biến trở đó là gì? Ra đây, ra cực B. Rồi hàng vô cực B luôn. Rồi cái còn lại của con biến trở mình đi mát nè, mình đi mát cái này bỏ nha các bạn. Bây giờ vẽ lại đi ha, vẽ lại cái này cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi các bạn hình dung chưa? Con tăng si to đây có cực C, cực E và cực B. Ở đây là 12V, 12V cộng. Đây là bóng đèn. Đây là con điện trở R. Đây là biến trở VR. Ở đây là mát. Thì VR một chân đi về mát, một chân đi về đi về trên giữa, đi về tăng si to. Rồi các bạn nắm chưa? Và giải thích lại cho các bạn thêm một lần nữa. Điện 12V sẵn sàng ở đây rồi. Bóng đèn không sáng, tại vì cực B này chưa có ra lệnh. Nếu ra lệnh thì sẽ mở cổng.
thì mình mắc con điện trở từ đây qua đây qua đây. Nếu mà mình dặn về cái này mà dặn về mát thì cực B này nó ở mát, nó không có hoạt động con này được. Con cây này mình dặn lên tới trên này thì nó có điện, nó chạy qua đây thì bắt đầu á cực B ra lệnh rồi, đèn xuống sáng lên. Rồi các bạn thấy ha. Rồi mình có bóng đèn nè, mình có bóng đèn và mình có tăng sitor. Mình có bóng đèn và mình có tăng sitor hết rồi. Giờ chỉ còn có con biến trở đâu rồi, con biến trở nó mất tiêu rồi. Đây, con biến trở đây. Ô điện 12V nè, qua con điện trở. Con điện trở này á, tại sao mình gắt ba con? Tại vì á cho nó mập lên, cho công sức nó chịu đựng được mạnh hơn để nó cản cái con này lại. Con này chỉ có 1W thôi, nhưng mà cần mặt của mình á cần nhiều watt để mà nó không có cháy con này. Như vậy thì 12V vô đây. Thì bây giờ 12V mình lấy cái cọc này mình đưa cho 12V nè. Thay vì mình lấy cái này mình kẹp 12V thì ở đây không có kẹp được, thì bây giờ mình hàn vô đây luôn. Mình hàn vô đây luôn được không bạn? Được. Rồi. Như vậy thì chân giữa của con biến trở, chân giữa biến trở vô chân B, vô chân B. Quá dễ đúng không các bạn? Học lớp thầy mò là cái gì cũng mò ra hết trơn á. Rồi, chân còn lại là đi mát. Đâu không? Đi mát đây nè, chân còn lại nè, đi mát. Thì ở đây là mát nè, thôi bây giờ mình kẹp vô đây luôn đi ha. Kẹp vô luôn đi, dễ xử. Rồi, kẹp vô luôn, đèn cũng chưa sáng nữa. Trời ơi, cái đèn không có sáng. Tại sao nó không sáng? Tại vì cực B này chưa có mở cổng, chưa có lịnh. Cái mí chở này nó đang nằm ở mát rồi. Bây giờ mình dặn nó lên nè, các bạn thấy nè, mình vặn nó lên thử xem coi nó có sáng không nè. Dặn lên nè. Nhẹ lên, nhẹ lên. Rồi, đèn bắt đầu sáng rồi các bạn thấy không? Ồ, nó sáng ít quá, nó sáng mờ quá. Thì bây giờ sao? Mình cho nó lên miếng nữa được không? Sáng lên một tí xíu nữa. Sáng lên một tí xíu nữa, sáng 12V luôn các bạn biết không? Sáng quá sáng luôn thấy không? Sáng chói luôn, xối chán là chói sáng luôn ha. Như vậy thì cục B này vô quá ngon, thấy không? Mình rời con này có nó nóng không nè? Không nóng, thì nó đã cản con trở này rồi ha các bạn ha. Rồi, như vậy mình rời con này nó không nóng, nó có miếng tản nhiệt nữa rồi. Rồi, không, các bạn thấy không? Nè, nhìn rõ không? Dễ mà. Dặn xuống. Các bạn nè, tôi dặn nhẹ nhẹ xuống cho bạn coi nè. Đó, sáng tối. Có nghĩa là mình chỉnh cái bolin này á, là cái con này nó vẫn mạnh hay yếu là nó đó. Thấy chưa? Như vậy thì mình dặn volin lên phát hiện tần số sóng ra đài truyền hình FM búa xua rồi chứ ha. Đài truyền hình đồ này kia ha, sóng điện thoại đồ ha, mình vặn lên là nó lên maximum luôn nè, rồi phát cả thế giới xem luôn. Như vậy thì điện tử mà nó có gì đâu mà khó. Nó chỉ khó là các bạn không chịu tìm hiểu để mà học hỏi thôi. Có nhiều cái cao siêu và tôi nói chuyện ở đây thì nhiều khi có những cái mà các bạn biết nó hơi sai. Thấy không? Mà nó sai nó không đáng. Nó không đáng mà tôi nói vậy giờ không có gì sai hết trơn. Trời, thí nghiệm cho các bạn mà vừa lý thuyết vừa thực hành để cho các bạn hiểu được. Tăng sitor là gì? Là có là công tắc, là phớt đại tín hiệu, phớt đại âm thanh, phớt đại sóng và phớt đại đủ thứ hết. Ha, trong cái vũ trụ này nó đều hầu như nó làm hết rồi. Thì tiến bộ khoa học bây giờ nó cái gì cũng phải nhờ cái con tăng sitor này hết. Như vậy thì các bạn biết con tăng sitor này có nhiều bạn nói có nhiều con khác và trên thế giới có rất là nhiều con. Mình đi tiếp tục nha, đi tiếp tục, đừng rời mắt màn hình mà hãy đi tiếp tục. Đây, bây giờ bỏ cái này ra một bên nha. Đó, bỏ cái này một bên để cho các bạn thấy được. Bỏ cái này một bên. Rồi. Để chụp hình cái làm hình nền luôn ha. Rồi, ok. Bỏ qua một bên nha các bạn. Không nóng bình thường. À, bình thường, gì đâu. Rồi, các bạn sau này trở thành nhà thiết kế hết trơn. Trời ơi, học lớp thầy mò quá dữ. Rồi, ok. Bây giờ tăng sitor nè, nó có rất là nhiều loại. Chụp xuống cho các bạn xem nè. Nhiều loại quá. Con này nó có dãnh càng nè ha. Giống như tướng quân ha, cục giò rồi. Đại tướng cục giò. Thì nó có con nè. Tăng sitor á, thì thường á mình gọi á, tăng sitor nó biến dạng của tăng sitor nè. Có anh em dòng họ có tăng to nó gọi là lấy thiết đi ha, giờ học lý thuyết trước. Qua lý thuyết thì dòng họ con tăng sitor đó là con MOSFET.
Đây, nó là ba chân đó, nó mò gọi là MOSFET G đó, G hay là A đó, D là S đó, G D S thì cái này tương ứng với cực C và cái này tương ứng cực E, cái này tương ứng với cực B. Đó, nó không gọi vậy nữa mà nó gọi tên vậy đó. Thì cái cực G này á, thằng này á, nó chạy mà kích cái cực G này á, nó chạy bằng xung à, xung điện âm và điện dương đó, nó chạy bằng xung chứ không phải là đơn giản như mấy thằng kia nữa nha. Thì nó tiến bộ hơn, gọi là tiến hóa hơn á, giống như thằng lằn tiến hóa lên là thành là cá kè đó à. Rồi như vậy thì con này MOSFET đó. Rồi như vậy thì cái con này á, khi mà có cái xung vô đây nó mới dẫn từ con này qua đây, nó là mỗi công tắc y như cái công tắc vậy đó ha. Rồi à, D S G. Rồi khi có một cái xung xuống nó mới sập xuống đó. Như vậy thì ở đằng trước của nó đó à, ví dụ như đây dây đó, vậy ở đằng trước đây nè của nó, của thằng căng to nó là B đó, nhưng mà nó là G đó, thì nó sẽ có một cái bộ dao động à, xung, gọi là xung đó, nó mới chạy đó, lại gọi là con MOSFET. Thì nó cũng có chức năng là gì à, công tắc và phết đại à, phết đại. Người ta dùng cái con này để làm gì? Để công tắc đóng mở, hạn dòng, tăng dòng à, rồi phết đại tín hiệu lớn nhỏ. Thằng này nó chỉ vậy thôi à. Rồi tiếp tục con nữa, triac đó. Con này nó cũng có ba chân, nó cũng có ba chân à đó, nó cũng có cực G, cực A, cực S à, ví dụ vậy đi. Nhưng mà giờ mình dạy cao hứng quá mình cũng không nói nhiều khi chính xác, các bạn bỏ qua nhé. Có thể là A1, A2 hay là cực G, T1, T2, nó muốn để sao nó để các bạn ơi. Nhiều khi mình cũng bó tay luôn á. Thì muốn biết con này các bạn phải search cái mã số đó. Ví dụ như là con triac ha, con triac nó là gọi là BTA thấy không? 16 là 16 ampe vậy á. Nó ghi 16 là 16 ampe đó. Rồi BTA 4007 gì đó, ví dụ vậy đi. Thì mình search cái con này trên mạng thì mình biết được cái thông số cực G cung cấp điện nhiêu, cực A chỉ sức chịu đựng con này nhiêu, nhiệt độ nhiêu. Các bạn nắm không? Như vậy thì nó là cũng một dạng của tăngsitor đó. Nhưng mà thằng G này nè đó, con triac á, thì cái thằng G này nè thì nó kích vô thằng G này là điện là xung luôn, xung qua gì, qua điện AC đó. Triac thì nó dùng AC, các bạn thấy không? Nên người ta dùng cái bộ hạn dòng công tắc, nó là một công tắc nè. À, công tắc đóng mở nó cũng là cái cục đóng mở để nó làm gì, nó hạn dòng điện qua đây. Ví dụ như đây 200 220, hạn ở đây còn 110 à, nó đóng ngắt à, đương nhiên thì trước nó phải có một cái bộ dao động xung vậy không. Rồi cái cách đo đạt nó như thế nào à, đo nó con này sống chết và chân cẳng như thế nào, nó hơi khác biệt một tí, các bạn phải lưu ý chút xíu, tôi sẽ nói về cái cách đo cho nó. Rồi cũng một cái con nữa, nó gọi là IGBT. Con này công suất rất là lớn, nó cho từ ví dụ như là từ đây là cực G nè, cho T1 nè, T2 nè, nó cho cái công tắc này nè à, cái công tắc này nè, đóng mở này nè, nó cho một cái chạy qua một cái dòng điện rất cao để dùng trong bếp từ âm ly công suất lớn, nói chung là làm một cái nhiệm vụ lớn công suất. À, nó tới khoảng vài trăm ampe. Vì vậy thì các bạn biết nó cũng là tương ứng với cực B, cực C và cực E của con tăngsitor thôi. Nhưng mà ở đây cực cái này á, nó phải chạy bằng xung, nhớ không? Bằng xung thì mới thiết kế trong cái bộ mạch đó là có IC hoặc là tụ tăngsitor, một cái bộ dao động để kích lên, cái này nó mới chạy được. Rồi các bạn hãy xem thí dụ thực tế. Đây là cái con MOSFET hoặc là con IGBT gì chẳng hạn, thì nó muốn điều khiển được thì nó phải qua một cái bộ dao động à, dao động này là 3 số 5, là dao động xung, để nó điều khiển chân G của thằng này rồi nó mới sáng được nguyên một cái dãy led này. À, bây giờ tôi cắm cho các bạn xem nha. Đây
Các bạn thấy không? Sáng rực lên luôn. Thì như vậy thì ở đây nó có Wallin nè, chỉnh cái cực G, chỉnh điện vào cực G để cho nó sáng nè, tôi chỉnh cho các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy chưa? Tắt nè. Mở nè. Tắt mở, đưa cái xung vào ở trong cực G này rất là nhỏ để nó điều khiển từ cái chân giữa nè, là điện thế nè, điện nguồn đó là 40V, 18V, 20V, mấy cả 120V trở lại, và đi qua cái cực C nè, gọi là T1, T2 đó, hoặc là tương ứng với cực E đó, các bạn thấy không? Rồi mình chỉ mắc nối tiếp qua bên bóng đèn thôi. Đây là cái bộ dao động xung để cứt được cực G, nhớ không các bạn ha. Rồi tôi chỉnh nè. Thì có được cái này thì các bạn điều chỉnh được những cái trần nhà của chúng ta sáng tối bằng DC, điện ánh sáng của điện DC rất là đẹp, mà nó không bị nhấp nhô, không bị hư mắt của mình khi đọc sách, nó không có bị nhấp nhô, cái tần số nó rất là cao, mắt thường mình không nhìn thấy được. Đây một cái thí dụ nữa, ở đây là một cái bếp hồng ngoại này, nó dùng hai cái dây tóc nè, nó đốt nóng lên để cho nó chín thức ăn. Thì ở đây mình kiếm cái con IGBT hoặc là cái con MOSFET, đây nó, đây nhỏ xíu vậy nè các bạn, mà điều khiển được cái bóng đèn này nè, có nghĩa là từ cực C chạy qua E, đưa điện từ cực C chạy qua E. Nhưng mà cái con này á mình nghĩ không phải là con IGBT. Con IGBT thì nó chạy dòng DC, còn cái con này á là cái con Triac. Cái con Triac nó mới chạy dòng AC được. Thì ở đây cũng có dao động xung để kích vào cái cực G của con Triac, và từ cực C chạy qua cực E làm sáng bóng đèn, qua bóng đèn này và về mắt là nó mới sáng lên. Có nghĩa là cái con Triac thì chạy điện AC. Các bạn nên nhớ nha. Cái này là bếp hồng ngoại, con bếp từ thì dùng con IGBT. Như vậy thì các bạn muốn biết thiết bị nào chạy Triac hay là IGBT hay Tangsito thì các bạn hãy tra ở trên Google là datasheet, thì các bạn biết được chân G của nó là cái chân B của nó đó, và chân C, chân E tương ứng với T1, T2, hoặc là chân G A1 và A2. Nếu các bạn chưa hiểu thì đây là một cái ví dụ thực tế cho các bạn hiểu, đó là bếp từ thì dùng IGBT. Đặc biệt cái bếp từ á, nó có một cái con chủ lực, đó là gì? Con IGBT. Con IGBT này cho dòng điện 315V qua nó và qua cái cuộn dây này nè, để tạo thành một cái dòng điện Foulcross. Một cái dòng điện này là một cái dòng điện xoáy để tạo nên sức nóng ở trên cái đáy nồi, mà nhất là nồi inox mới được nha các bạn, để làm chín thức ăn. Thì cái bếp từ này á, nó khác cái lò vi ba. Cái này là tạo cái dòng điện Foulcross, cái dòng điện xoáy để làm nóng lên cái bề mặt kim loại, nhất là inox, thêm chín thức ăn. Còn cái lò vi sóng á, là nó tạo ra một cái tần số rất cao đi xuyên qua những cái hạt phân tử nước và hydro, thì nó sẽ làm chín thức ăn bằng cái dao động giữa cái hạt ở trong rất nhanh, một vận tốc rất là nhanh, hàng tỷ lần. Như vậy thì nó khác với cái này. Và hồng ngoại thì đốt nóng lên bằng cái sờ đốt. Vậy thì mình phải phân biệt được ba cái loại bếp đó. Như vậy thì các bạn xem trở lại những video trước thì thầy Mộ Long có giải thích và làm video cho các bạn xem về bếp hồng ngoại sao, bếp đầu vi sóng sao ha. Các bạn trở lại mà xem nha, trong cái danh sách đó. Rồi như vậy thì các bạn hiểu thì hãy cho chữ hiểu, bấm vào chữ hiểu liền. Và các bạn thấy video này hay thì lập tức chia sẻ lên trên mạng cộng đồng cho mọi người xem, để mà học cái bài học này rất là đáng giá. Mình cảm thấy rất là đáng giá, tại vì mình rất là tâm huyết ở trong những cái bài học này, để cho các bạn nuôi hy vọng biết sửa chữa được và trở thành một người thợ giỏi. Đây là hình dáng của con IGBT. Con này nha các bạn, chứ không phải con này nha. Con này là con diode cầu nha. Bài học sắp tới mình sẽ giải thích cho cái con diode cầu luôn, nó cũng khá là quan trọng cho các bạn. Để biết được con IGBT này mã số mấy và chịu đựng dòng bao nhiêu thì các bạn hãy search trên Google. Để biết thông số của nó, các bạn bấm vào datasheet và kèm theo cái ký hiệu ở đây. Đó, các bạn nhìn xem
nhìn quanh cái bếp từ này chẳng qua là có cái gì đâu. Điện 220 vào và qua bộ dao động này để tạo nên những cái tần số xung để kích vào cực G. Và từ cực G này sẽ mở cổng cho cực C, hay gọi là T1, và đi vào cực E hay gọi là T2. Thì về mắt về mắt, đây là cái chân mắt nè, về mắt nè, từ đây trở về mắt thôi. Và khi trước khi về mắt thì nó sẽ có một cái cọc qua cái cuộn này nè, tạo thành một cái tần số rất là tuyệt vời để nấu chín thức ăn cho mình. Cái đó đòi hỏi cho những người thiết kế nha, mình không giảng sâu hơn để các bạn khó hiểu hơn. Thì có con này chỉ chẳng qua nó là dao động thôi, nguồn vào, nắng qua cầu, và qua con này, qua con này, trước khi qua con này thì mới qua cái này, chạy về mát xong. Như vậy thì IGBT nó được hoạt động khi có dòng điện DC, đây là DC, từ điện 220 vào đây và nắng ra 315V DC thì nó mới hoạt động. Nó khác với con TX và con SCR, các bạn nên nhớ nha, khác. Hai con kia cũng chạy nhưng mà nó chạy theo cái kiểu AC, điện AC, nên TX cần phải có con DX. Thứ nhất, mình đo tăng si to thì mình có cái đồng hồ, đồng hồ đo, đồng hồ đo ôm á, các bạn đặt nhân 1 hoặc là nhân 10 nha, hoặc nhân 1 ký, rồi nhân 1 ký đi cho chắc ha. Nhưng mà có những cái mình đo nhân 1 nha các bạn, nhân 1 để mình kích. Ví dụ như đo con MOSFET đi. Bây giờ ở đây, nó lộn xộn, tôi không biết con gì hết trơn, tôi đo liền. Tôi cầm lên, đóng vậy là tôi cầm ra, tôi đo nè. Ví dụ cầm con nhỏ xíu này đo nè. Lên kim, các bạn ha, nè lên kim nè. Lên kim. Lên kim. Vậy là mình biết là con này là, một là cái con này nó đã chết rồi, hai là con tăng si to. Là một cái chung nè, chung nè, chung nè. Con tăng si to á, đặc biệt cái chân G là cái chân B đó, nó sẽ đo cái que đen này nè, nó sẽ đo hai chân còn lại lên thông với nhau, và ngược lại thì không lên hết à, nó không lên, không có lên gì hết á, thấy không, không có lên gì hết, là con tăng si to. Và con này tốt. Còn con này tốt hay xấu á thì các bạn hãy để nhân 1 ký và đo như thế này. Các bạn đo chân C, chân ơi, que đen chính giữa, đen C chân ơi, các bạn lấy nước á, bạn chấm và kim nó lên thì là cái con này tốt, độ phách đại nó tốt. Đây, thấy chưa, tôi chỉ kích cái chân màu đen này qua đây nè. Lý do tại sao tôi lấy điện từ chân dương này nè, tôi sẽ kích vào chân B lấy điện chân dương kích vào chân B thì nó phách đại tốt, tốt chưa, tốt. Vậy là con này là con tăng si to, con này là con nghịch. Tại vì sao con nghịch là cực B này nè, nó cần ở điện dương ở cái que này nè, que đen là que dương của đồng hồ. Nhớ kỹ nha, que đen là que dương của đồng hồ, nhớ không ấy xem lại bài cũ nha. Rồi, kích vô que dương thì nó lại nè, kích vô que dương thì nó lại nhảy lên nè. Nhưng mà ở thang nhân 1 ký mới được nha. Rồi, mình bật thang một nhân 1 nó không lên. Nó không lên. Thấy không? Nó không lên. Như vậy thì các bạn hãy chú ý đo những con tăng si to này, những con MOSFET IGBT, GX và SCR này thì cần cái đồng hồ này nha. Đồng hồ điện tử không giải quyết được nha các bạn, không giải quyết được. Như vậy thì đây là con tăng si to. Rồi tiếp tục, con này là con gì? Lên kim. Lên kim. Không lên kim. Đảo kia lại, không lên kim. Đây nè, lên kim. Lên kim. Lên, không lên kim, lên kim. Con này đai rồi nha các bạn. Con này tăng si to mà hai chân CE nó lên kim là có nghĩa là nó bị đai rồi. Nhớ nha, nhớ nha. Một điều nó bị đai rồi. Coi hệ số phách đại nó có không. Con này là chết rồi. Do quá trình chinh chiến nó tử trận rồi. Nè các bạn thấy không? Chân CE mà nó lên nè, thấy không? Nè chung nè, chung là lên nè. Ủa? Tôi lộn rồi nha các bạn. Đo lại nha. Lên, lên là chân này chân chung. Hai chân này không lên mới được, không lên. Không lên. À, chân này mà dễ lên. Coi con này con gì đây?
Con này là chết rồi nha các bạn. Như vậy con này là chết rồi nha các bạn. Bê chung lên nè, còn cái này á đo không lên thì chảo lại, đảo lại nha, đảo lại, nếu mà nó không lên nữa thì nó mới tốt. Nó lên là nó thua, chân này thua. Rồi, cũng một con này giống như nó nè. Không lên, không lên. Đảo nó kim lại, lên chung. Chân chung là bê chung nè, bê chung là đo hai thằng này lại là đều lên hết nè, thấy chưa? Hai chân này lại là không, tuyệt đối không được lên nha, CE là không được lên nha. Không được lên, thấy chưa? Rồi coi hồi số vách đại đó nè. Hồi số vách đại đó, tôi liếm nước miếng một tí xíu, hơi dơ một tí xíu. Thấy chưa? Là dùng nước đá các bạn ơi. Đó, các bạn thấy hồi số vách đại không? Đó, số vách đại nó lên. Ok, con này còn tốt, con này chết rồi nha các bạn. Rồi, đối với những con chẳng hạn như là con này con gì? Con này con gì tới hù mình không biết luôn nha. Rồi bây giờ mình đo nó nè. Con này con mới nha các bạn, không phải trong tháo ra nha, con mới. Rồi không lên, đảo kim lại coi. Không lên luôn. Những con mới mà mình đo như vậy nè, mình kiếm bê chung á, chân bê thường ở ngoài nè, bê chung á nó lại không có. Nó nghĩa là nó không phải là dạng tungsten mà nó là dạng MOSFET hoặc là IGBT. Thì bây giờ á nó cách đo nó mình lật nó lên. Lật nó lên nha. Mình lấy cái que đen này mình để chính giữa. Que đỏ này mình để đây. Rồi các bạn thấy nó không lên nha. Rồi các bạn qua cái que này nè. Không lên nha. Đây các bạn thấy không? Lên kim, lúc kim luôn. Thấy chưa? Rồi kích nó lên một cái là nó lên lúc kim luôn. Bây giờ nó lên nữa lên luôn. Thằng này lên nó lên luôn. Nó cường dương quá. Thấy không? Thượng Mã Phong luôn rồi. Rồi lên lên luôn này không? Muốn cho nó không lên á thì phải kích một cái nguồn âm lại mới được. Qua đây, que này nè. Để giữ que này nha. Kích một cái. Rồi, đo lại nó hết lên. Các bạn thấy không? Rồi bây giờ nè, kích lần này cái nè là dụ nó nè, dùng mỹ nhân kế nè. Kích cái, đo lên, lên kim. Ghê gớm chưa? Rồi bây giờ đo lên hoài à, nó lên hoài luôn à, nếu mà để hoài vậy là nó lên luôn. À. Còn nếu mà nó cho nó xuống á, lấy cái que này, kích nó cái là nó xuống. Đo lại xuống. Các bạn thấy không? Đây là con MOSFET nha các bạn. À, MOSFET, MOSFET hoặc là IGBT. MOSFET với IGBT giống nhau nha, đo giống y xì nhau. Video trước mình đã có rồi trong danh sách học sư mò đó, là cách đo linh kiện đó, mình đã có hết cho các bạn rồi nha. Tìm lại mà xem cách đo của IGBT, SCR, GX, tungsten và MOSFET. Hãy đón xem video sau nha.